Hai mọi người, đây là một cây bưởi đằng sau nhà của mình. Cây này á, là hồi xưa nó là cây quýt, nhưng mà nó không có được ngon, nó có hạt, cho nên là ông xã mình ảnh mới chặt thấp đi tới cỡ này luôn. Sau đó ảnh mới ghép nhiều giống bưởi lên đây lắm. Cây này thiệt sự bây giờ mà hỏi mình là giống gì mình cũng không nhớ nữa. Tại hồi xưa đó cứ ai cho giống gì ngon là mình ghép lên hết. Cho nên mọi người thấy đó, một cái gốc nó lên đó là một nhánh bưởi ghép, mà hiện tại nhánh nào nó cũng có trái hết rồi nè mọi người. Nó khỏe lắm, tại cái gốc này là gốc cây quýt mà lâu năm á, nên nó rất là khỏe, cho nên là mọi người để ý nè. Đó, nhánh nào nó cũng có trái, hình như á giống nhánh cái cây này á, là tụi mình có bưởi da xanh, rồi bưởi biên hòa, rồi bưởi ổi gì nhiều lắm. Đây nè, nó ra trái rồi nè. Đó, có thể cái trái tròn tròn nó là da xanh. Còn ở dưới này á, là để mình coi đây nè, có cái trái này nhọn nhọn, mình cũng không biết là giống gì nữa. Đây, đậu được mấy trái dưới này. Năm nay là có bưởi đằng sau nhà ăn rồi. Đây là năm đầu tiên mà nó cho mình trái đây. Cây này ghép hình như cũng 2 năm rồi đó mọi người, thì năm nay mới bắt đầu có trái. Cái gốc rất là to luôn. Cao lắm. Rồi ở đây cũng thêm một cây bưởi nữa. Cây bưởi này là cây bưởi dở, mình trồng bao nhiêu năm rồi mà cái người cho mình có thể là họ trồng từ hạt, cho nên là trồng bao nhiêu năm cũng không có trái, cho nên là thôi tụi mình mới chặt nó luôn và ghép bưởi khác vô. Thì cây này cũng rất là nhiều giống, cũng là bao nhiêu giống ngon giống lạ gì mình đi xin về là mình ghép vô đây nè. Mọi người thấy cũng trái nè, tròn tròn chắc là da xanh, còn đây là chắc là bưởi rồng hay là bưởi gì đó mình cũng không rành, là biên hòa gì đó. Cái xếp nó nhọn nhọn dài dài đây đó. Năm ngoái hình như cây này được 2-3 trái gì đó của cái giống nào đó, ăn cũng ngon lắm mọi người. Ở bên đây là da xanh nè, cho nên là có trái tròn tròn. Cái gốc nó khỏe cho nên là nó đậu trái nhiều lắm. Đây, da xanh đây. Đây cũng trái là da xanh, đậu nhiều lắm mọi người. Mà ông xã mình ảnh bỏ bớt, tại vì không có muốn nuôi nhiều trái quá thì nó cũng không có ngon. Đây nè, ảnh lặt ảnh bỏ dưới đất nè. Đó, bỏ bớt luôn, không có để nó nữa. Mình nghĩ hiện tại chắc cây này cũng khoảng 20 trái. Qua tới bên này là cây da xanh của mình. Da xanh này mình cũng trồng 2 năm, năm ngoái được cả chục trái lớn mà ngon mọi người. Đây, da xanh thì nó rất là khỏe. Mình thấy trong tất cả giống bưởi, da xanh là thấy khỏe nhất. Nó lên nhanh mà trái nó mau lớn, mà nó đậu cũng nhiều nữa. Da xanh đậu rất là nhiều nha mọi người. Da xanh là cái loại mà tụi mình phải bỏ bớt đi rất là nhiều. Đó, bên này nè. Tại cây mình nó còn nhỏ cho nên là không có dám để nhiều. Để mười mấy trái thôi mà mọi người thấy cái gốc nè, nó đâu có to. Họ trồng khoảng 2 năm thôi. Đây, trái nè. Hiện tại là tụi mình để cũng còn hơi nhiều đó. Ông xã mình, anh cũng bỏ nhiều lắm rồi mà cũng thấy tiếc. Đây, qua đây một cặp nữa. Đó, còn cái cây bưởi này là cây bưởi Mỹ. Mình mua cái gốc về rồi mình cũng ghép bưởi. Thì đây cũng là giống gì đó mình cũng không rành nữa. Ông xã mình ảnh ghép nhiều lắm, quá là nhiều giống luôn. Mà mọi người thấy cái thân này nó ốm nhách không? Mà đây nó cũng được một trái, hai trái. Năm ngoái mình được hai trái trong cái cây này, mà trời ơi cái trái nó to khủng khiếp luôn. So với cái thân đó là thiệt, có thấy tội nghiệp nó luôn. Đây nè, thêm một trái, ba trái, bốn trái, năm trái, sáu trái, trời ơi. Coi mà cái thân ốm nhất ốm nho mà ảnh để gì đâu mà khủng khiếp vậy. Coi nè. Đó, bưởi bên này là bưởi Tân Triều.
bưởi Tân Triều mình thấy nó có vẻ như là nó không có sai trái bằng hằng da xanh. Tại vì năm ngoái hình như mình được có một trái, hai trái gì đó mình quên rồi. Năm nay thấy cũng ít. Đây là hiện tại là thấy một trái này mà không biết còn ở đâu không. Nhưng mà hiện da xanh thì mình thấy nó rất là sai. Đây, ở trong này, góc này thêm một đó, mấy trái giỏng nữa. Hình như năm nay đậu nhiều nha. Trong góc kia mình cũng thấy có vài trái nữa. Và cây này năm nay đỡ đỡ, nhưng mà cũng mình thấy cũng không bằng da xanh chỗ nào hết á. Đó. Nhà mình thì thích ăn bưởi mọi người, cho nên là có giống bưởi nào ngon là tụi mình ghép vô. Cây thì không có chỗ, nhưng mà thích bưởi cho nên là một cây là ghép tới mấy giống luôn. Còn qua đây là cây tắc, tắc tròn Việt Nam mình. Mọi người thấy năm nay trời ơi, nó ra bông mà mình thấy thương nó luôn. Nó đeo đậu trái li ti nè. Chắc là nhiều như vậy thì trái sẽ nhỏ quá, không có lớn mà mọi người nhìn nè. Trời ơi, chùm. Nó ra mà thấy thương cái cây luôn. Đó. Cái mình trồng tắc đó mọi người, nhiêu đây là ăn đủ rồi, trồng vô cái chậu. Chứ mà mình trồng lớn quá ăn cũng không hết. Cái cây này nhiêu đây vậy thôi đó, mà mình nào là xây nước mía nè, rồi mình cho bớt nữa mà ăn cũng không hết luôn đó, mà trong một cái chậu nhỏ nhỏ vậy thôi. Đó, cho nên mà anh chị này mà không có chỗ đó, mình có thể trồng cái tắc vô một cái chậu như vậy, không có cần phải trồng dưới đất. Chứ trồng dưới đất nó lên nhiều quá, mình ăn đâu có hết đâu. Đây là cây nho thân gỗ của mình nè mọi người. Năm nay là năm đầu tiên mà mình được ra bông và đậu được một trái. Mọi người nhìn nè, ra bông rất là nhiều. Mà chỉ có cái một cái nhánh này nó có bông thôi. Còn những cái nhánh còn lại thì lác đác ít thôi, mà coi nè, đó nó ra. Mà nó không có đậu, nó bị khô, mà chỉ có một cái trái này nó đậu duy nhất. Một trái thì làm sao chia cho ai bây giờ mọi người nè. Hôm qua mình còn thấy nó xanh nha, mà mới có một ngày là thấy nó đen rồi, là nó chín rồi, nhưng mình để cho nó chín thêm chút nữa. Trời ơi, cái cây như vậy mà chỉ được có một trái. Mình mua cách đây 5 năm, lúc đó nó cũng nhỏ xíu à, nó chừng 2 feet thôi. Đó, mà người lúc mà mua người ta nói là khoảng 3-4 năm sẽ có trái, thì bây giờ là 5 năm đó, nó mới có trái. Cái cây nho thân gỗ mình rất là thích tại cái dáng của nó đẹp. Mà đó, năm đầu tiên nó cho mình trái thì nó cho mình đúng một trái duy nhất. Hy vọng là những cái bông còn lại là nó sẽ có sẽ đậu trái. Là cây vải của mình nè mọi người, năm ngoái thiệt là thất bại tràn trề. Nó ra lớn bằng cái đầu ngón tay rồi, mà một hai trận gió với lại nắng á mọi người, nó rụng sạch sẽ của mình hết. Mọi người năm nay nhìn nè, nó đậu nè, đậu thấy thương luôn. Năm ngoái cũng vậy thôi, nhưng mà hả, chưa chắc là mình sẽ ăn được, tùy theo thời tiết nữa. Cây vải nó thích mát và nó thích nước nhiều, cho nên ai mà ở cái vùng nào mát mát nó rất là dễ trồng cây vải này. Nếu mà nóng quá nó chịu không nổi, nó sẽ rụng. Mọi người mà nhìn nè, đó còn nè, chùm luôn. Năm ngoái mình không ăn được, chỉ có vài trái thôi. Năm trước đó thì ăn rất là nhiều. Cho nên là vải á, thì có tùy theo thời tiết thôi. Nó ra thì nó ra dữ dội lắm, mà không biết có ăn được hay không. Mà mọi người thấy năm nay nè, quá trời luôn. Chùm. Đó, năm ngoái mình nhớ nó bằng cái đầu ngón tay rồi, mà nó còn rụng sạch sẽ. Cho nên là tụi mình tính năm nay chắc nếu mà thời tiết nóng quá mà trên 100 độ chắc phải kiếm cái gì chùm cho nó. Chứ không thôi là nó nắng nó chịu không nổi, nó rụng hết luôn. Đã không mọi người? Hy vọng là mình một chùm như vậy nó cho mình 2-3 trái thôi. Mình không cần nhiều, vậy mà cũng không được ăn. Coi nè, đã lắm. Cây vải này hình như mình trồng khoảng 4 năm đổ lại thôi, mà nó cũng lớn ghê chưa. Năm nay thì quá trời luôn á. Cái ổi Đài Loan của mình, ổi Đài Loan thì mọi người biết rồi, nó rất là ngon, nó giòn, nó ngọt, nó chua chua, không có một cái hạt nào hết. Nhưng mà có một cái là rất là khó đậu trái, nhưng mà mình may mắn thì mình có cái cây này thì nó tương đối nó cũng đậu trái ok, không tới nổi. Nhưng mà phải là trời thiệt nóng á, thì bông nó mới đậu trái, còn nếu mà lạnh thì nó sẽ rụng thôi, nó rụng sạch sẽ luôn mọi người, không có còn một bông nào luôn đó. Cái cây này nó hơi khó như vậy. Bông, cái bông coi như là không biết nói sao luôn, bông chi chít luôn.
một trong những cây xoài mình rất là thích. Cây này á, cái gốc của nó là xoài keo savoy. Mà cái xoài keo savoy là cái xoài mà ở Việt, chợ Việt Nam mình hay bán, nó xanh xanh, nó ngọt mà nó giòn á mọi người. Thì trồng ở đây hình như có vẻ như là không có thích hợp với thời tiết, cho nên là nó không có đậu trái, hoặc là nó ra nó đậu được vài trái nó lại rụng. Bao nhiêu năm trời rồi mọi người thấy cái cây nó lớn vậy chưa, mà mình chưa có ăn được một miếng nào hết. Cho nên ông xã mình ảnh mới nói thôi chặt ngắn nó lại, mình ghép những cái giống khác vô. Thì hiện tại á, ở đây á, là mình có 4 giống. Cái này là xoài Mahajanok gì đó, rồi xoài này xoài tượng nè, bên này á, là xoài Mucosin, bên này là xoài để mình nhớ coi xoài gì nữa ta, à Nam Độc Mai. Thì khi mà ghép vô cái gốc này, cây nào nó cũng khỏe hết. Có thể là cái gốc nó khỏe đó. Mọi người nhìn cái Nam Độc Mai của mình, cái nhánh của nó nè, nó ra xoài nè. Mà mình phải bỏ bớt đi rất là nhiều rồi đó, mà nó vẫn như vậy. Thì mình trừ hao những trái bị nứt nè, những trái này là cũng bỏ đi nè, sẽ không có lớn nổi, lớn là nứt rồi. Nên mình sẽ để dành lại từ từ. Nhưng mọi người thấy không, nó đã không, nó đậu trái. Bên này á, mình có cây xoài Nam Đồng Mai, trồng cũng 5-6 năm rồi mà nó chậm lớn. Trái ra thì nó cũng đậu, nhưng mà nó hay bị nứt. Tại vì nó đậu trái trễ, cho nên đậu trái trễ thì tới mùa đông cái trái nó chưa lớn thì nó bị nứt rồi. Và mọi người thấy bây giờ nè, nó mới ra bông nè. Trong khi đó cái nhánh mà mình ghép qua cái cây lớn này á, thì nó đã đậu trái rồi. Cho nên mình có cảm giác như cái cây lớn này nó khỏe hay sao á, nó ra bông sớm và nó đậu trái sớm. Nhánh này là nhánh xoài tượng nè, cũng đậu được một trái nè. Qua bên này là xoài Mahajanok gì đây nè, cũng đậu được nè, mọi người thấy không? Hay lắm, mình thấy rất tại cái gốc nó khỏe hay sao á. Rồi bên này xoài Mucosin nè, mình cũng đậu được một trái bên đó. Bên này một chùm nữa là cũng là Mucosin hay là Nam Lộc Mai gì đó nè. Mình rất là thích cây xoài này tại nó khỏe lắm. Trong cái đó cây xoài này trồng 5 năm rồi mà nó cứ nhỏ nhỏ vậy thôi à. Mọi người thấy cái vườn của mình thoáng không? Nhớ hồi xưa đây là vườn mía không? Ông xã mình clean sạch sẽ hết rồi, mình nói thôi bỏ hết đi. Chứ mà cứ để vậy mỗi lần trời gió nó ngã nghiêng nhìn thấy ớn quá. Cho nên là tụi mình sẽ trồng những cây bưởi, những cây ổi vô pot để ở đây. Có được trái nào ăn hay trái đó, còn bao nhiêu là dẹp hết rồi. Không biết bữa này bữa gì nữa mà ảnh cho vô chậu mà cũng có trái nè mọi người. Mình thấy bưởi rất là dễ đậu trái vô cùng luôn á. Đó, coi như là cây này mình được 2 trái nè. Bên này cũng vậy nè. Bên này là bưởi da xanh nè, hình như da xanh phải không ta? Bưởi Tân Triều. Tân Triều mà cũng đậu được 2 trái đây, rồi 1 trái bên này. Thấy hay không? Nhỏ xíu à. Mà cũng đậu được nữa. Cây blueberry nè mọi người, cũng ra trái. Hôm lần trước nó nhiều lắm mà tụi nhỏ nhà mình nó cứ hái lai ra nó ăn. Mình để chín kỹ rất là ngọt, cho nên là cứ hái lai ra bây giờ còn nhiêu đây thôi. Còn cái cây trong này á, thì là tụi nó ăn chuỗi lơ rồi. Bây giờ chỉ còn cây ngoài này thôi. Đó, trồng cũng vui vui cho tụi nó ăn.